Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy hàng tháng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay cũng lại lên sóng thêm một con Super Ram đời 2010 đó anh em ha. Nói chung là xe zin nguyên bản anh em ạ, rất là đẹp đó, liền lạc chắc chắn. Đẹp anh em ha, nói chung là kiểu hàng sưu tầm anh em. Thì bây giờ anh em cũng biết rồi, mấy con quay nhỏ, mấy con rim, mấy con Super Ram và mấy con rim Thái đồ mấy con đó thì bây giờ thực sự đa số anh em chơi là theo kiểu là hàng sưu tầm là nhiều anh em ạ. Anh em đam mê, anh em thích rồi anh em mua về sưu tầm rồi chạy rồi cà phê cà pháo cho nó đẹp á. Thì hôm nay cũng giới thiệu với anh em một con đó, thì Super 2010, nói chung xe đẹp nha anh em. Chất xe rất là ok mua mọi người. Đấy, hàng đẹp nha anh em. Biển thì vẫn còn là 4 số này, 39F17443. Thì cái biển 39F1 này là xe thuộc thành phố Biên Hòa anh em nhé, chứ không phải là xe của tỉnh hay là biển tỉnh hay là này huyện nào đâu. Nó là thuộc kiểu là xe của thành phố Biên Hòa luôn á, gốc là gốc thành phố Biên Hòa đó anh em ạ. Xe zin anh em nhé, con này xe zin nhé anh em. Chất xe là xe zin nhé. Đó, xe zin ha. Thì đặc biệt là xe của chất xe của thuộc thành phố Biên Hòa thì nói chung là nó đẹp anh em ạ. Nó không phải là đi đường đất đỏ này kia, nó toàn đường nhựa hơn nên là khi mà với anh em rửa đồ nó rất là sạch. Và cái nó sáng xe anh em. Nó khác biệt một chút xíu rồi, với lại nó đi toàn đường nhựa lên là nó nội đô Biên Hòa không á thì nó tí ít. Đó, chất xe nó còn ngon, còn xịn. Đấy, thì con này đặc biệt là giá 28 năm anh em ha. 39F1 biển còn 4 số. Sang tên rút gốc trả góp ship xe đầy đủ hết. Đó, Super Ram. Rồi bây giờ em đi chi tiết nha. Đi chi tiết để anh chị em cảm nhận với cái chất xe mà 28.500 thì nó như thế nào anh em ha. Nói chung là nó ngon lắm anh em ạ, à. Nhìn nó liền và nó chắc chắn lắm. Nguyên bản hết anh em. Đấy, nguyên bản hết, đẹp lắm anh em. À, cái phần ốp này, mạ chrome này. Super Ram đầu lồi ha. Hồi xưa những cái con mà đầu bằng á anh em, đó chung là cái cũng đua đòi lên cái đầu lồi này anh em này, đó đầu lồi của Super Ram này. Đấy, đẹp rất đẹp anh em nhé. Sáng không anh em, nhìn thấy sáng không, rất là sáng luôn. Đấy, đầu lồi giỏ đồ đầy đủ ha, giỏ đồ đầy đủ, chất xe thì gọi bàn nhé anh em, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Nhìn còn rất là đẹp. Cam này còn rất là sáng anh em. Uxi ha, cam Uxi. Vỏ lốp dày. Uh-huh. 28 năm còn thương lượng cho anh em. Xe zin nhá anh em. Đấy. 28.500 xe zin nha. Và Super 2010. À, coi đi anh em, coi thử đi, tham khảo thử nha. Chất đồ thôi rồi, lốc đẹp nha. Máy cục máy rất là sạch nha, thấy anh em không, cục máy rất là sạch luôn. Xe cũng đẹp này.
39F1285 anh em ha. Đèn đuốc gì nói chung là cũng ok, ổn áp hết. Mấy dòng này thiện chí thì anh em liên hệ nhé, anh em thiện chí thì anh em cứ gọi alo đầu số 0983 533 445, đó làm việc với cửa hàng xe máy Hàng Sáng nha. Nói chung là xe cộ thì trả góp ship xe đầy đủ hết nha anh em, trả góp ship xe đầy đủ hết nên là anh em yên tâm nha. Nhìn con xe nó cứng không, rất là cứng và liền nha. Rim bên em nhiều lắm anh em ha, rim này, super rim này, rồi rim thái đồ anh em, super đồ, tem hồng, tem lửa đồ, tem đỏ đồ anh em, nói chung là đầy đủ hết anh em. Bình xăng, bình đồ ha. Tại không biết có cái ốc này làm cái gì, tại không biết giữ cái này à. Anh em coi cảm nhận nha, máy móc thì êm ái nhẹ nhàng cho anh em, máy zin 28 năm, có trợ góp và ship xe đầy đủ. Chi tiết với anh chị em mình từ trong ra ngoài đấy, tem bọc các thứ ha, sườn lốc đồ này kia, nó hoàn hảo hoàn chỉnh. Giá thì 285, nó anh em liên hệ, thiện chí anh em liên hệ nhé, anh em thiện chí anh em liên hệ. Sườn lốc là còn đẹp lắm anh em, chung là tất cả các thứ đều nó còn đẹp hết anh em, mọi thứ nó còn hoàn hảo. Anh em có nhu cầu thì anh em cứ liên hệ nhé, 0983 533 445, làm việc trực tiếp đến cửa hàng xe máy Hoàng Sáng, có trả góp này, có ship xe đầy đủ hết. 2010 đẹp anh em, nói chung là liền, xe nó còn liền anh em. Rồi về nhé, em cũng kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm, hẹn anh em trong video báo giá tiếp theo nhé.